Ê, bữa trưa cho một sát cuối cùng cũng được ăn. Hả? À, không ăn trong lớp. Tiếp tục đi. Thầy hiệu trưởng. Steve đâu rồi? Thôi chết tôi rồi. Học hành thế nào rồi? Thôi mà bố, sao bố lại ở đây? Con đã quên hộp cơm chưa? Wow, cảm ơn bố. Học ngoan nhé con trai. Tiếp tục đi. Chúc ngon miệng. Wow, ngon bá cháy luôn. Chọn quần nào đấy? Hey, trông được đấy. Suýt thì vỡ. Còn có người này thời gian để thay đồ. Vâng thưa bố. Đồ của mình đâu? Không. Ngon ngon. Đây rồi. Ổn. Không có thời giờ ăn sáng đâu con. Đi học đi. Ngon ghê. Mọt sách. Ai quan tâm. Hay. Có gì đó sai sai ở đây. Thật quá vô lễ. Sao em đang nghĩ gì thế hả? Sao em dám khác trường lên bàn? Bút bi này. Sao đó? Lên phòng hiệu trưởng ngay cho thầy. Không. Anh bị đuổi. Mình còn sống. Cậu bị đình chỉ học. Về đi. Cà cà ngon không con trai? Ngon lắm bố ạ. Con cảm ơn. Kiểm tra đi. Vâng thưa sếp. Vâng thưa sếp. Thấy là lạ. Thầy Smith. Chào buổi sáng các em. Bắt đầu nhé. Chán giả man. Hôm nay ngay nhường nổi mình ấy mà ông 90 tuổi rồi. Hả? Rời bút. Ôi không, bẩn quá. Tôi nào.
Thầy nghĩ là xong rồi. Thầy là không có cảnh sát hả? Gì? Tại sao thầy đánh thức em? Xin lỗi em Steve, thầy không biết em đang ngủ. Thầy sẽ cho em thêm thời gian. Đây. Được rồi thầy Smith, tôi tha thứ cho thầy. Lần này. May quá còn thời gian. Jimmy, không được gian lận nhá. Em không thấy gì cả. Chào buổi sáng thầy hiệu trưởng. Chào thầy Brown. Nào hãy trước ra ngoài đi. Còn lớp chú ý, hôm nay là ngày ngày tự quản nhé. Vậy ai sẽ là Em xin chào nhà lớp. Em con. Em con hả? Ôi sao lại nghĩ đến con em? Thời điểm đã tới. Hòa lớp, đây là hiệu trưởng mới của trường. Như ngoan nhá. Con cảm ơn. Tớ cần một trợ lý. Timmy. Xin chào Timmy. Cậu đấy trợ lý ơi. Gì? Tớ là trợ lý á? Xin chúc mừng cậu. Dọn dẹp đi. Phải rồi. Chẳng biết nữa. Cho em xin chữ ký đi. Tặng cho cậu nè. Cảm ơn. Xong rồi. Mình cần đồ sạch. Bơi chọn trang phục, bọt sạch, khủng long, bộ mặt nhà. Không. Không. Chuẩn không cần chỉnh. Từ giờ chúng ta sẽ chỉ mặc đồ ở nhà. Chúng ta cần thay đổi. Đẹp đó. Nhầm đồ rồi. Trợ lý đâu? Trợ lý. Giáng cấp trường cho tôi. Này, mau đi đi trợ lý. Được rồi. Ngày cuối làm việc. Lỗi chính tả. Đừng trở lại nào. Hiệu trưởng chứ. Đúng rồi đấy. Xong việc rồi này. Dọn sạch đi. Được thôi. Chào Steve. Em ấy xinh quá. Sao thế? Hóa ra bà kia kinh chết đi được. Trở lý. Từ từ nào trợ lý. Giúp tôi tặng em ấy đi.
kẹo à. Cậu còn làm gì đấy? Nhanh lên, làm gì đi. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy, Steve. Thật chứ? Nhìn hài chứ kìa. Đây không phải là trò đùa. Đúng món đang thèm. Chào anh. Chào em. Không phải là này. Chiều cho cậu tặng quê chơi. Hi. Hi. Gọi anh nhé. Thế nghĩa là sao? Không phải Steve. Cậu đây rồi. Tôi có thể ngửi thấy Steve từ đây. Đây nhá. Cậu sắp phải hối hận rồi. Cậu đã làm gì với giày của tôi hả? Crush của tớ không phải của cậu. Xem ai thắng. Này, ăn đi. Cho cậu ăn đàn này. Chào em, đi thôi. Có người yêu rồi sao? Làm hòa nhé. Steve. Mời em lên bàn. Vâng ạ. Mời em giải bài. Vâng. Năm. Trời. Hả? Con ơi. Mẹ ơi. Steve rất sáng tạo đấy. Tốt lắm, Steve. Em cảm ơn. Nào. Bro. Thưa thầy Smith, em không muốn ngồi cạnh bạn này. Được thôi, không thành vấn đề. Thầy Smith, thầy nhắc lại được không ạ? Trật tự. Vẫn món này. Tránh ra. Chào. Chúc ngon miệng. Ew, tôi không ăn một món hai lần. Xin chờ chút. Chúc ngon miệng. Đúng rồi. Có thế chứ. Cả lớp, hôm nay người mẫu sẽ là Steve. Cứ vẽ đi. Tớ sẵn lòng. Chán quá. Kết thúc nhé. Wow. Đẹp tuyệt. Daisy. Tại chào cả lớp. Học hành sao rồi? Cô Stone, cô xem này. Đúng là tuyệt tác mà. Tôi giữ nhé. Mà em vẽ đẹp lắm. Cuss của một không ngủ. Vâng ạ. Trật tự. Vứt
mình gãy mất rồi. Hả? Hả? Oh, wow. Cấm xe pháo. Gì đây hả? Trời ơi, ai cho băng pháo vào lớp thế này? Cứ tự nhiên nhá. Viết cái gì đây? Chả hiểu gì cả. Chẳng ăn thua gì. Hả? Cái thằng dốt. Đọc đi. Tớ thích cậu. Lật lại. Cho xem bài với. Đừng mơ. Chán quá đi. Đây, đây và đây. Xong rồi. Steve, giỏi lắm. Tốt lắm. Hả? Điểm A. Thật không tin nổi.